Mừng Khói TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì sáng hôm nay thì tại con hẻm trước nhà của ca sĩ Phi Nhung thì những cái vòng hoa vẫn đang được để san sát trước cửa nhà. Đây là hoa của các anh chị em nghệ sĩ ở tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng như một số tỉnh lân cận là đã gửi đây và viếng ca sĩ Phi Nhung. Như các bạn đã thấy á, thì trước mặt của các bạn đó là vòng hoa của em Nhật Kim Anh, thành kính Phan Ưu, và cũng có vòng hoa của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã đến đây và đặt vòng hoa cúng viếng ca sĩ Phi Nhung, cũng như là thắp nhang gặp chị lần cuối. Các bạn thấy không? Thì ngay trước nhà bây giờ là cũng có rất là nhiều xe hơi với lại xe máy rồi được dựng sang sát trước cửa nhà nè. Và người đến viếng thì cứ ra vào liên tục thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là trước nhà của ca sĩ Phi Nhung nè. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư nữ nghệ sĩ qua đời do mắc Covid-19. Thì Phi Nhung mắc Covid-19 là do khi mà đi làm từ thiện đó, các bạn. Tuy nhiên khi mà chị chưa chích vaccine Covid-19, nhưng mà khi mà đi làm từ thiện á, thì không may và dính Covid và bị nhiễm bệnh. Và sau 15 ngày điều trị tại bệnh viện Gia An 115 và bệnh viện Chợ Rẫy thì chị đã rút hơi thở cuối cùng. Khi mất đi thì người con gái duy nhất của chị đó là Wendy Phạm cũng không thể về để chịu tang cho chị được. Trước và các bạn đó. Xin chào mọi người. Nói chung là nghệ sĩ mất đi thì cũng rất là đau buồn. Gần luôn à? Dạ. Thì mình hay tiếp xúc những cái họp khu phố này kia. Cô thỉnh thoảng cô hay đi qua lại đây mà. Có gặp luôn hay? Cô sống, cô đi cả ngày, cô đi làm, tối cô về đó. Khi mà mình nhận được cái tin Phi Nhung mà mất vì Covid như thế thì mình cảm giác không biết sao. Thấy là rất là tội cô, thương cô, nhưng mà chỉ biết chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình. Chắc cũng nhiều người, mình cũng biết nhiều người ở khu phố người ta cũng tiếc thương, cũng buồn thôi, vâng. Tiếc thôi. Vâng. Tại cũng hát hay, ca giỏi, hay làm được tiền này kia nữa. Vâng. Anh thì cô Phi Nhung là về đây là ở lâu chưa? Cô ở đây 10 năm. 10 năm thôi. Anh thì mới về ở đây 1 năm thôi, nhưng cô... Được, năm. Được. Anh mới biết cô ở đây. Dạ. Thì... mình cái lần gần đây nhất trong cái thời gian qua thì anh gặp Phi Nhung khi nào? Thì trước khi cô bị, thỉnh thoảng cô cũng đi làm về, đi qua đây. Dạ. Những gặp người dân thì cô chưa có hay vui vẻ. Rất hòa nhã mà, rất giản dị. Thì cô Phi Nhung ở đó với con hay là sao? Ở với con nuôi. Phi Nhung cũng nuôi nhiều, có nhiều con nuôi. Cô nghe bảo 23 con nuôi. Mình thấy Phi Nhung ca sĩ như thế mà có nhận nhiều con nuôi mà để nuôi dưỡng như thế, mình cảm thấy sao anh ạ? Thế cũng hiếm gặp người mẹ mà nuôi con nuôi nhiều mà tốt vậy. Thì cô cũng tấm lòng của cô rất là tốt, giúp đỡ mọi người, giúp tấm lòng chân thành của cô, cô cũng rất là tốt, dễ thương đúng không anh? Dạ. Em vừa nghe nói là Phi Nhung bị dính Covid trong quá trình mà đi làm từ thiện, mình có biết cái đó không? Cô đi làm từ thiện ở các gia chùa ấy, với cả cái khu vực dân cư ở bị nhiễm Covid nhiều ấy, rồi vào các cái bếp tình thương ấy, bếp ăn của từ thiện ấy, rồi là cô bị mắc vài ca, gặp với chẳng phải là sửa F0, tức là tiếp xúc với F0 với dính đúng không? Vâng. Mình ở đây thì có thấy gì cô Phi Nhung nó hay làm từ thiện ở cái phố mình không, với gia đình khó khăn đó? Có chứ. Có những người khó khăn đi qua đường cô vẫn cho gạo, cho
thực phẩm. À hay quá. Dạ. Vâng vâng. Chú là chú đã vào thắp nhang Phi Nhung gì? À, chú có vào hôm qua hôm trước rồi. À đi với mọi người trong trong khu vâng, phố đó hết. Vâng vâng. Tới nhìn tới thấy có đông người. Rất là đông. Đi nghệ sĩ nhiều mà. Dạ. Cô là ở cái tầng lớp nghệ sĩ cũng nhiều. Đang đông. Bạn bè hàng xóm với các tổ chức của bên Phật giáo. Thì cô hay nghe nhạc Phi Nhung không? Đôi lúc thỉnh thoảng. Con cái của mình có thích nghe Phi Nhung không? À, thì anh chú cũng quan tâm chuyện đó nha. À dạ. Biết thì biết Phi Nhung lâu rồi. Như như con ở gần đây thì con trai con xin chữ ký chẳng hạn. Chú hiểu biết sao? Vâng. Như sự mất mát của biết nghệ sĩ Việt Nam. Tôi chỉ nghe nói là nó ở đó rồi nó đi ở tuyến sau nhiều hơn. À. Nó không có ra trước này. Mà tôi thì tôi lại ngồi làm trước này, tôi không có ra mấy sao. Hiện bây giờ hiện luôn cái giờ đó là ở nhà có giống như cầu lễ cầu hồn gì là tôi chỉ nghe mấy người nhà đi chợ về nói tôi chỉ biết. À, là có gì có diễn ra lễ cầu hồn là ngay vậy mới nhỉ. Qua dẫn sao. Nhưng mà muốn biết là mấy cái mặt hàng mấy bên hông. Cái đường nó làm sao không mà chứ nó. Ủa đâu Phi Nhung con nghe nó mới mua nhà một năm ở đây mà chú. Trời. Mấy năm. Ồ, mười mấy năm là cũng lâu dữ lắm á. Mấy năm trên chục. Mình có khi nào mà đi ngang qua mà mình nói à đây là ca sĩ nhà của ca sĩ Phi Nhung được không? Không được. Cái đường sao ít có đi. Dạ. Ở đây là đường, đây là đường không nhất, từ nó muốn đi chợ đi đó, còn ở ngoài chưa vô đây thôi. Dạ. Ít có đi ra làm sao. Đấy hồi hộp khu phố là gì có Phi Nhung đi hộp gì không chú? Không có nó đâu. Không gặp luôn á. Không có gặp đâu. Nó đâu có thường ở đây đâu. Lâu lâu nó mới về đây táo cô cá rồi. Đi đâu ở đây. Như Phi Nhung nhà gốc ở đây, đâu gần đây luôn à? Gốc gác á. Và chỗ khác tới luôn á. Đúng rồi. Lâu lắm rồi. Năm nữa. Chú có qua thắp hương không chú? Cũng Phật giáo mà. À chú Phật giáo. Cũng đâu có thằng thiết gì nó đâu. À, dạ. Chú khi mà hay tin ca sĩ Phi Nhung mà mất đi thì chú cũng thấy như nào? Chú cũng thấy sốc xa là bồng hòn vậy không? Bất ngờ vậy không? Cảm giác của mình thế nào? Có giống như là Việt Nam mất hết người từ thiện. Cũng biết hay ca sĩ Phi Nhung hay làm từ thiện chứ hả? À là chú cũng biết Phi Nhung đi làm từ thiện không? Ừ, chứ con nuôi nó quá trời mà. Con ai mà ấy bắt đầu là cứ là hả nó đem về đó nuôi thôi. Nuôi ở bên đây hay sao? Kia kìa. Chú có khi nào Phi Nhung về đây giúp đỡ bà con ở địa phương mình không chú? Cái đó chưa biết luôn hả? Hồi chú này chắc chú này biết này. Ờ, ở đây thường xuyên. Ủa chú? Chú có phải nào Phi Nhung về đây mà giúp đỡ bà con địa phương mình ở đây không chú? Tâm từ thiền ở đây á, cố 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 học không thấy luôn hay đó thì không nghe nói. Dạ. Nghe từ thiền nó sẽ tập. Là chú cũng không nghe rõ luôn. Nhiều mấy những cái bài hát dân ca được không chú? Hả? Chú có hay nghe bài hát dân ca rồi chứ chú Phi Nhung hát không? Trời ơi, tôi đã nói rồi. Mấy cái dân này giờ này mới nghe nhạc Việt Nam chứ hồi trước kia là nghe toàn nhạc Mỹ, nhạc Pháp nữa, nhạc ngoại không à. Không ít có nghe Việt Nam lắm. Ở ít có nghe nhạc. Còn nếu giỏi chăng nữa thì giống như Thanh Tuyền, Thanh Thúy, Hùng Cường này nọ rồi làm. Mà cái thế hệ hồi đó biết tôi là bao giờ bao nhiêu tuổi, 65 tuổi rồi đó. Thì thế hệ tôi còn giờ nhạc mà nói là nhạc cấp của Phi Nhung tôi cũng không có nghe. Không cách nhau mấy con tại gì có nhà có thì với dân gian là thường ha. Nhưng với tôi là tôi muốn nghe là tại vì tôi không phải là cái hệ để nghe cái đó. Thử ra thì biết có biết chứ không phải là không biết. Rồi giờ nhờ có ba karaoke á rồi hát thì đương nhiên là phải biết rồi. Không có họp họp phố phố hay là tiếp xúc gì bình thường không hả?
họp hành nhiều ở khu phố ấy là họp rồi. Theo tôi thì tôi nói thiệt với em dạ, tôi bị nặng, bị lãng tai nặng lắm, lãng tai. Tôi ấy thành thử ra em ra sao đó em cái ấy đi. Yeah. Còn tôi, ủa, tôi nói thiệt chú là con nghe nói là mấy em nhỏ một cô lực mở lâu luôn ra hả chú? Đó em nói vậy mà tôi không nghe được, tôi không nghe rõ, không nghe rõ. Nghe nhưng mà nghe không rõ là cái tai tôi giờ nghe kém lắm. Mà em biết đã 5 người rồi, 5 người nó ấy rồi, nó cũng quăng lên mới ngày hôm qua mà mới sáng nào mới nghe. Quăng nhiều dữ vậy? À, nó nói nó mới vừa quăng lên con, nó nói con quăng lên là người ta ấy liền. Ta nói toàn là ta nói cho nghe không chứ, mà chính tao tao cũng nghe nữa chứ tao cũng không có thấy nữa. Đó, là tôi còn không thấy nữa, tôi chỉ ví dụ như là tại vì tôi hay coi tin tức, anh thử nó có trên mạng vẫn đầy hết á, giờ mở ra là Phi Nhung đầy hết trong đó là thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là tôi không có ấy. Bên còn ba cái lớp nhưng mà ấy có lỗi này đó. Chú riêng chú thì chú có yêu thích những cái bài hát của ca sĩ Phi Nhung không? À. Chú đừng nghe Phi Nhung lần nào chứ? Ít có nghe. Ở gần đây mà không nghe luôn. Không biết luôn. Toàn là đa số là chơi nhạc ngoại. Ở chú đâm men nhạc ngoại luôn. Nhỏ cứ nghe nhạc Pháp rồi là cứ là làm tới. Dạ. Yeah. Ủa. Và Phi Nhung cũng là một ca sĩ hải ngoại rất là nổi tiếng đó chú. Ngoại nhưng mà nó hát Việt. À.